Huawei, nhưng mà nick của em là Huawei. Đấy, thì mấy em tuổi? Cũng là một writer, 17, 18 tuổi không biết, nhưng cũng cần cái chừng. Giống như trong nhà đâu phải là nhà mặt tiền giàu có này nọ, mà là sống trong một cái hẻm. Mà cái hẻm đó cũng không phải là cái hẻm mà khu dân sang trọng đi làm ăn công chức gì về, mà là cái khu đó là dân lao động không. Hàng ngày phải đối mặt với đủ thứ chuyện hết. Từ nhỏ là ba má cũng đã nói thẳng luôn rồi, nói là khi mày lớn lên là không có giúp gì được cho mày, coi như là mày không có tài sản gì hết, mày tự lo bằng cái bản thân của mày. Thì từ nhỏ là đã vậy, thấy mình thấy buồn trong người lắm. Nhiều khi ra đường nhìn thấy sao thằng kia nó đi xe gắn máy mà mình lại đi bộ hoặc là đi xe đạp. Mà nó thấy, nhìn lên coi mấy ca sĩ nói sao nó nổi tiếng mà mình lại không được nổi tiếng. Cái giống như cái nhìn những cái đó, cái tự nhiên mình thấy có một số cái mà mình làm, nói thế nào mình thích làm cái đó thì thế nào cũng một ngày nào đó người ta cũng sẽ biết tới mình thôi. Mà cái tên của mình thì nhỏ quá, bây giờ cho mọi người thấy chứ, cái tên của mình là cái tên thằng đó nhắc tới là phải biết nó.